Cụ thể, chải sau khi mang hoa đến cổng trường tặng Bu, bị Bu chối bỏ, cậu đã theo người yêu về phòng trọ và bắt gặp Bu cự cãi với bạn cùng phòng. Thấy người mình yêu bị bắt nạt, chải đã ra mặt bên Bu và nói với Quỳnh Như và Lê, tôi là chồng của Bu, quả này bắt nạt vợ tôi thì tôi đứng ra tôi chặn. Người cứ như không xương ấy chạm tí là đổ. Trước lời của chải, Quỳnh Như tỏ ra khá ngạc nhiên và không tin tưởng. Vợ với chồng đừng có nói xạo, Như đáp trả. Bu chất vấn Như về món tiền hôm trước cô nhặt trong nhà tắm và nghi ngờ đó là tiền học phí của mình, chứ không phải tiền của Như làm rơi. Bu nói, chị ơi, nếu hôm qua chị nhặt được tiền em làm rơi trong nhà tắm, thì cho em xin lại được không? Tuy nhiên, Như không nhận và bảo lại, bộ mày nghĩ mày có tiền rớt thật đó hả? Hay là mày nghĩ tao lấy? Bu phân trần, tại vì số tiền sáng nay chị bảo làm rơi giống với số tiền mà em dùng để đóng học. Tuy nhiên, Như lập tức phủ nhận, tiền nào mà chả giống nhau, bộ ở trên tiền có ghi tên mày à? Ở diễn biến khác, chải và bạn hí hửng thuê được một căn phòng trọ để khởi động cuộc sống ở thủ đô. Thế nhưng khi ngồi nói chuyện với bà bán trà đá ở đầu ngõ thì đã được một phen hú hồn. Bà bán trà đá dọa, ở phòng mà mày vừa thuê ấy trước có một con bé xin ơi là xin, nhưng mà không biết làm sao lại tự nhiên mất giữa nhà luôn. Lời nói của bà bán trà đá làm chải và bạn nổi da gà, tròn mắt ngạc nhiên. Trước đó ở tập 18, Bu đã đến trường làm hồ sơ, nhưng không hiểu vì sao lại không thấy số tiền đóng học phí đã kẹp trong quyển vở. Cô đành xin hoãn đóng tiền để về nhà tìm lại. Tại xóm trọ, cô cũng hai lần đối mặt với hai gã người yêu của Như ở cổng xóm trọ và bị Như nghi ngờ là cố tình tà lừa bạn trai của Như. Cũng vì thế mà tình cảm ba cô gái cùng phòng rạn nứt. Những drama nối tiếp nhau mở ra câu chuyện để khắc họa tính cách của dàn phụ khiến khán giả lo sợ. Đi giữa trời được rỡ không thoát khỏi kịch bản lê thê, tình tiết gây bực bội của nhiều phim giờ vàng khác. Thời lượng phim có hơn 100 tập, đến nay mới đi đến tập 18, khiến khán giả lo lắng vì chưa đi được nửa đường, phim đã bị khán giả chê kịch bản xuống phong độ. Một bộ phận khán giả còn đánh giá phim không còn gây hứng thú háo hức như thời gian đầu bởi xuất hiện nhiều tình tiết dự đoán mô típ cũ. Điển hình là ba cô gái cùng ở chung trọ. Lê ban đầu được cho là người khó gần, tính toán chia ly, nhưng thực chất tốt bụng, biết quan tâm đến người khác. Trong khi Như tưởng chừng là nhiệt tình sở lợi, nhưng thực chất hay soi mói có nhiều toan tính. Người xem cho rằng Như chính là tai ương đầu của Bu khi rời xa bản làng. Tôi biết phim phải có nhiều nhân vật mới và tình tiết mới, nhưng mấy tập gần đây nhàm chán, tôi không còn hứng thú khi nhân vật mới xuất hiện. Có cảm giác phim mở ra nhiều drama kéo dài dai dẳng, không còn hài hước và đơn giản như những tập đầu. Hơn 100 tập thì chắc đủ để xây dựng lại tính cách các nhân vật trưởng thành hơn, nhưng tôi đoán khán giả cũng sẽ rời đi không ít. Phim có tình tiết không còn thú vị như trước nữa. Từ lúc rời bản xuống thành phố là phim cũng xuống phong độ. Sao ngày càng lê thê vậy? Khán giả bình luận.